sẽ như thế nào nếu các sản phẩm nông sản Việt được đưa vào các chuỗi cửa hàng siêu thị mà không tốn chi phí nào? Tưởng chừng đó là câu chuyện khó tin, nhưng mới đây tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại mang tên hành trình OCOP kết nối nông sản. Thông qua sự kiện này, các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP được đưa vào các chuỗi cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc, góp phần phát triển thương hiệu và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Sâu để có chiến lược đưa hàng vào những siêu thị lớn ở Việt Nam như là công ty cổ phần ong Tam Đảo, công ty hạt sinh dưỡng Bần Ông ạ. Xin chúc mừng các bạn, xin chúc mừng Bần Ông nha. Chúc mừng bò một nắng Tây Nguyên ạ. Vâng. Hôm nay rất là vui khi mà đến đây tham gia cái chương trình kết nối nông sản, và rất là vui và phấn khởi khi mà được hơn 10 chuỗi siêu thị đã ký kết hợp đồng đưa sản phẩm của chúng tôi vào siêu thị cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Mọi người ơi, hôm nay thì Ô Mai Gia Truyền Vạn Xuân đã đến với cái buổi hội nghị xúc tiến thương mại ký kết với các chuỗi cửa hàng và siêu thị trên cả nước. Thì hiện tại thì Ô Mai Vạn Xuân đã ký kết được với khoảng độ 15 doanh nghiệp trên cả nước đưa Ô Mai Vạn Xuân vào trong các chuỗi rồi. Thực sự đây là cái niềm vinh dự khi Ô Mai Vạn Xuân đã có thể là đưa những sản phẩm nông sản đến các vùng miền trên cả nước. Và thực sự là Ô Mai Vạn Xuân là rất tuyệt vời với cái chương trình hành trình OCOP mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Trước hết phải là vui. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã có những cái bộ sản phẩm mà các chủ của chuỗi siêu thị đã đặt niềm tin vào cái mẫu mã bao bì cũng như là chất lượng sản phẩm mà chúng tôi đưa ra, và hy vọng rằng là cái sự hợp tác giữa các chuỗi siêu thị, đặc biệt là Fujimart như là Đông trùng hạ thảo Myland ngày càng bền chặt. Ngày hôm nay Đạt Giang Eco đã được chuỗi Wikifood, đồng thời là một số chuỗi như An Food ở Lào Cai hay là ở Vĩnh Yên, các bạn đã lựa chọn nhập hàng của Đạt Giang Eco và phân phối trong cái chuỗi của mình. Thì bản thân Hồng là founder của hợp tác xã Đạt Giang Eco rất là vui bởi vì cái sự xúc tiến của ngày hôm nay đã có kết quả, và đồng thời là nó đem được lại những cái lợi ích thực tế cho hợp tác xã Đà Giang Eco trong quá trình sản xuất cá ở trên sông Đà với bà con, và mong muốn là đem cái thương hiệu cá sông Đà đến mọi nơi. Được hơn 10 chuỗi siêu thị đã ký kết hợp đồng đưa sản phẩm của chúng tôi vào siêu thị cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Kết được với khoảng độ 15 doanh nghiệp trên cả nước đưa Ô Mai Vạn Xuân vào trong các chuỗi rồi.